Anh bị tới rồi nè con. Ta tới rồi nè. Giờ anh Trọng ảnh xuống lấy 3 hũ rượu nha ông bà các bác. Giờ này có người xuống lấy nè chị. Hả? Này có người xuống lấy rồi hả? À, em ở bên phía nào? Em hôm trước em có ghé em lấy cho mẹ em á. Nhưng ôi, mà tên gì? Mẹ em tên em lấy tên Hoàng, lâu rồi, cái này cũng 2-3 tháng rồi. Giờ em xuống em dặn á để cho bữa sau em xuống. À vậy là em người khác hả? Vậy tại chị đăng hẹn người ta lấy 3 hũ này là bên anh Trọng, bên em mới hỏi, anh chị mới hỏi là em dạ, phải, dạ, không phải. À, không phải hả? Tại vì nói là 5 phút nữa là anh có người vô tới. À vậy hả? Vậy bây giờ em đặt sao? Ví dụ em đặt cái bình này luôn có sẵn không? Để hỏi bây giờ có nhường được không? Mẹ ở Vũng Tàu. Nhớ nhớ cái em này. Giờ em muốn lấy thêm một cái bình nếu mà được ngâm sẵn thì cũng lấy luôn cũng được, với lại một cái than rời ở ngoài á Khánh. Còn cái phần của cô ở Đồng Tháp đó có nhường cho em được không anh? Hay là phải hẹn lại? Dạ, nếu mà có sẵn thì em lấy luôn, còn không thì hẹn lại thì qua tuần em ghé cũng được anh. Rồi, nó cho miếng. Chuyển khoản đi. Dạ, dạ em. Có hỏi anh cái phần của cô Đồng Tháp có nhường được không? À, chị hỏi là cái phần của cô Đồng Tháp đó, cô có lên không anh? Có nhường được không? Có cái... Dạ, dạ, dạ. Tại vì em đi lấy luôn. Dạ, dạ. Dạ vậy thôi, chắc để tuần sau em xuống em lấy luôn một lần để em gửi về quê luôn. Vậy hẹn em nó sáng thứ 7 á thì được. Vậy sáng thứ 7 tuần sau em ghé được không anh? À, vậy sáng thứ 7 thì có tuần sau à. Dạ khoảng mấy giờ để em canh giờ em xuống anh? 8 giờ sẽ xuống đi. 8 giờ là em có mặt ở đây á. 8 giờ sáng. Đúng rồi, thứ 7 tuần sau em xuống sớm. Dạ dạ. Một bình ngâm sẵn với lại một phần rời. Nói chuyện với. Dạ. Cái này anh phải ôm sau. Dạ dạ, em cảm ơn nha anh. Sau một bình. Để em dặn chị lại. À 2 bình. Dạ dạ, cảm ơn em, chào anh. Dạ dạ. Dạ, cảm ơn nha. Thuốc máy nha chị. Dạ. À quên á, để nói hỏi ảnh kiểm tra. Thuốc thì chỉ gì chị? À, đau nhức xương khớp, thần kinh tọa. Đúng rồi. Đúng rồi. Dạ. Gửi gì sao nữa? Đi sao hả? Dạ. 100 m bằng 200 m. Là thứ bảy em qua xuống. Chị. Dạ, để em hỏi ảnh cái. Dạ. Anh ơi, cái em nói chuyển khoản anh nhận được chưa để em về kìa. Rồi giờ đi đứng ngoài. Coi nhớ đèn xanh đỏ nó bị nghiêng là để ý dùm nha em. À. Rồi thôi nha anh. Đi xa đó, đi Vĩnh Hưng. Vĩnh Hưng là ngoài Bắc hả ta? Vĩnh Hưng là gần ở dưới miền Tây hả? Ở Long An luôn mà gần Ngọc Hóa. À. Em ra buổi sáng thứ 7 thì khoảng tầm 8 giờ em có mặt ở đây thì được, thì kịp. Xuống sớm giùm chị cái. Hôm nay là ngày 17 Tây mà. Hẹn em thứ 7 tuần sau đó. Là ngày 23 Tây. Giờ sáng 23 Tây là trước 8 giờ sáng. Đúng rồi, trước 8 giờ sáng. Dạ. Là em xuống nhà chị đi ha, có dạ. Mặt ở đây giùm chị đi cho. Đấy, tại vì bữa đó anh cũng tiếp đông á, tại anh hẹn á. Dạ, nên em dạ. Tranh thủ giùm chị ha. Một phần với một bình phải không? Em tên gì vậy? Em tên gì? Tại nhiều quá. Dạ. ra Sài Gòn phải không? Dạ, về Sài Gòn. Một bình một phần là em lấy đầy đủ không? Một phần là em chỉ lấy thuốc thôi, không có lấy rượu. Dạ đúng rồi. Dạ. Một phần này là cái này một bình là 2 thang đúng không chị? Đúng rồi, 2 thang. Rồi em cái này em lấy một phần là 1 thang đó. Đúng rồi, 1 thang hả? 1 thang là không có dĩa nha, không có lấy dĩa. Dạ đúng rồi, là 1 phần 1 thang thôi. Còn một bình lớn này là 2 thang. Đúng rồi. Dạ. Dạ giờ đi về nọ đi chưa? Em cảm ơn nha chị. Dạ. Em khỏi gọi điện gì đâu đúng không? Tới em giờ xuống. Dạ cảm ơn. Trước khi em đi em điện thoại cho anh Khánh đi ha. Sao hồi nãy không điện đi hả? Xuống để chắc ăn. Sao? Em gọi rồi, ông kêu là trước 8 giờ sáng là được. Từ 6 đến 8 giờ sáng. À. Ý là không, ý là lúc hồi nãy nè, không, tại không có thuốc mắc công anh đi á. Không, tại vì em sẵn cái đơn em có đơn hẹn đây. À vậy hả? Dạ. Ừ được rồi. Ừ thôi em về ha. Ừ. Mẹ ơi có gì rồi. Trời gì nè. Chào ông bà cô bác đi về con. Chào bà bác con về nội. Khánh Nguyễn, cùng gia đình xin kính chào quý ông bà cô bác anh chị kính mến nha. Bữa nay thì cô chú anh chị xem là ở phía sau lưng Phong á là một cái dàn thuốc rất là hoành tráng luôn, thì báo cho ông bà cô bác một cái tin mừng là bữa nay á, là giấy tờ ở bên đây á, là bên sở y tế nhưng mà bên bản quyền về cái bài thuốc ở đây á, được xác nhận và chứng nhận cô chú anh chị này, cho bà con uống hết bệnh á, thì mẹ thấy mẹ cũng vui mừng hạnh phúc, cũng mừng cho hai đứa con luôn, cũng cô bác nào tới rồi đặt thuốc á, mẹ cũng mừng. Có nhu cầu á thì có thể là điện thoại hoặc là tốt nhất á, là nhắn tin cho anh Khánh Nguyễn. Thì, sẵn đây thì anh cũng nói luôn, thì bây giờ ông bà cô bác thì tất cả các vấn đề mà bên thuốc mà trị thần kinh tọa, đau nhức xương khớp, về viêm đa khớp, các bệnh về xương khớp á, thì ở nhà thì có một bài thuốc duy nhất thôi, cứ liên hệ số điện thoại của Khánh. Thì đặt có gì nhắn tin trực tiếp thì tối đến thì Khánh sẽ trả lời và hỗ trợ tư vấn cho bà con tối đa luôn. Rồi thôi thì Phong Nguyễn cũng xin cảm ơn ông bà cô bác rất là nhiều, và trong chương trình ngày hôm nay thì Phong rất là mong muốn những cô bác bị bệnh thần kinh tọa, đau thương khớp thì có thể liên hệ trực tiếp cho gia đình. Đồng cái gây ra đó, đồng có xài quá cái này nè, không nên trồng gì, không nếu không trồng rồi là cỏ không có hại lên. Chính cái này gì mình phơi xong mình chặt mình nhâm hả?